đi xe ông ơi. Ô, thế tôi vừa đưa cho ông 200 đấy để làm gì? Tôi đã kịp, tôi không phải đưa tốt cho ông kia mà. 200 tấn. Chạy đi, ông vừa rớt. Chạy đi thôi. Ố, lạnh rửa tôi là gì ta? Đấy, phải đưa. Thường cho lên trên ngày sáng. Sao? Trời, rửa tôi hết 100 triệu luôn hả? 100 là rẻ đấy. 50 triệu một mạng mà. Cứ thi nhau mà chạy đi. May may các ông mà tôi không đi đó. Chứ thêm thằng vô chạy nữa là tôi nói là hoa mắt luôn á. Vào đây có máu vào đây làm gì được đâu. Bây giờ đánh nhau thì không giết được nhau, không giết được quá thì chẳng có gì. Chỉ đợi là thằng nào nhìn thấy dấu hiệu bắt là ra xiên đúng không? À, sáng nay đi CC còn đúng không mình? Thấy thơm ăn rồi, cuối cùng nổ quá chứ. Đứng lẻ ngoài nha, đừng quýt tôi đứng lẻ mình ngoài á. Vào đây luôn chứ còn đi đâu nữa. Đây tập trung vào đây. Không chạy như cái máy điện đi. Chắc là hốp đấy, giảm vờ không vào được. Tao tăng đam rồi, đang chạy một vòng nàng bấm rồi giết tôi. Không nào giết tôi thế. Bấm.
Bấm dí tôi chi hả? Hai dí hả? Bây giờ ông nào nhìn giống nhau hết. Ai biết ông nào. Thank you.
không có cái đồ gì luôn.